Bây giờ này, anh em mình ngồi nghỉ ngơi, uống nước đi cho nó mát. Thế sau đó là dọn mâm ra là anh em mình vừa lai dai vừa bàn việc luôn. À mày có tiền ở đấy không? Đổi nhanh tờ 5 lít cái. Đây, có đây. Xin, có gì đâu anh em thoải mái mà. Thời xa xưa, tình yêu được chân cách thủy từ truyền thuyết. Tiểu mỹ nữ thích đại hiệp hô dưới ánh trăng. Có ba chiếc xe SH sao thủy nghịch hành, vừa là đèn led vừa là căn bậc 2 trong cuốn sách khóa học lớp 10. Giấc ngủ đáng yêu nhất vẫn là giấc ngủ có người nằm cạnh bên và sách 4 tấn gạo. Giống như con thuyền không thể nào chở được ba người cùng một lúc, đang cầm cục sạc dự phòng 20.000 mAh. Và rồi chẳng còn ai bị bóng đèn khi đang ăn hộp bình lộn xào me nữa. Nóng thiệt luôn, nóng quá. Trời nắng thấy khô khan quá. Mày nắng phải héo chứ khô khan gì. 1 hour later. Dạ em chào anh. Em tới đây để ứng tuyển vị trí trưởng phòng kinh doanh của cửa hàng bên mình. Em gửi anh hồ sơ. Em tốt nghiệp đại học Harvard với 35 kinh nghiệm và... Rồi. Bây giờ anh cho em một bài toán như thế này nhé. Anh giao cho em một ngày là 230 triệu. Thì em làm gì để có lợi nhuận 570 triệu một ngày? Dạ, đó là một câu hỏi hay ạ. Với 230 triệu thì em dùng 100 triệu đầu tiên để em tuyển 5 người như anh. 100 triệu tiếp theo em... Cô phải bán cho cô bánh mì đi. Vâng. Thế dạo này làm gì rồi? Chưa đi bốc cút cô ạ. Bán bánh mì từ 2015 đến giờ. Năm nay là 15 rồi, giờ vẫn còn hỏi làm cái gì. Chán thật đấy, đúng là hàng xóm. Dạo này làm gì rồi? Chưa đi bốc cút cô ạ. Bán bánh mì từ 2015 đến giờ. Năm nay là 15 rồi, giờ vẫn còn hỏi làm cái gì.